Quay video máy cho mình ạ. Tổng thể của máy đấy ạ, còn khá là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ, các cạnh của máy ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả. Mặt sau của máy ạ, em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Nhiễu phím hiện trắng trên màn hình và nhiễu phím có trên bộ bàn phím ạ. Nhưng phím bên này trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. La của máy ạ. Ổ cứng 512GB ạ. ID của máy ạ, máy cảm ứng xoay gập 360 độ ạ.